Ví dụ như ra ngoài anh đừng có nói cho mọi người biết em với anh quen nhau nha. Ủa, sao vậy? Mất công á, mọi người lại nghĩ là nhờ anh cho nên em mới có vai diễn, rồi lại nâng đỡ em nữa. Ok. Thưa chủ tịch, sáng nay tôi đã theo sát cậu chủ. Cậu ấy đã đi tới nhà trọ của một cô gái. Tôi nghĩ cô gái chắc chắn là người yêu của cậu chủ, nên có chụp hình lại. Cô gái này. Sao vậy thưa chủ tịch? Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi. Tôi biết gia đình cô nghèo, rất cần chi phí ăn học. Đây là số tiền có thể trang trải 2 năm học phí và tìm một nơi sống tốt đẹp hơn. Cô đừng làm phiền tới Hoàng Phương nữa. Chị Trúc quen với ông già sao? Không lẽ bà Trúc kẹt tới nỗi cặp kè với mấy cha già luôn sao? Chẳng phải là hai đứa mình đã hứa 3 năm nữa hai đứa mình sẽ kết hôn mà. Nếu như em lo lắng quá, anh và em có thể đi đăng ký kết hôn ngay bây giờ. Anh nghe không rõ hả? Thực sự là tôi đã có bạn trai mới rồi. Người ta rất là giàu, người ta có thể chăm sóc và lo cho tôi. Người ta rất là tốt, yêu thương tôi. Tôi không còn muốn quen anh nữa.